Đang sống một chiếc máy đánh trứng này, máy đánh mà kem tươi đấy, làm sốt mayo đấy, rất là đa năng. Đây là dòng solid state, là dòng rắn, dòng kim loại, dòng cao cấp nhất của Na nhé. Những dòng cao cấp thì nó sẽ được làm theo đây. Mã của nó đấy nhé, cái tiêu chuẩn của nó sẽ khác so với những dòng thường nhé. Đấy, để khúc làm đang thể rắn rất là chắc chắn. Menu các chế độ hiển thị đầy đủ ở đây, chế độ từ cấp độ 1 này cho đến cấp độ 5 là chúng ta dùng để đánh kem, làm kem, quấy bột làm kem nhé. Còn các chức năng đây là theo cái vạch này nhé, từ vị trí 3, 4, 5, 6 này thì làm sốt mayo nhé. Đây, ta có thể dịch cái chữ tiếng Nhật này ra nhé. Còn ở hai mức 7 với 8 là dùng để đánh trứng nhé. Đây, là dòng solid state này. Đây là hướng dẫn nè. Còn đây ta chọn được cái chế độ nào thì ta chọn ở trên này nhé, núm xoay, ta có thể cần xoay ở đây nhé, rất là rõ ràng này, sạch đẹp. Đây, ta điều chỉnh xoay này. Cái chỉ và số chỉ là ở đây nhé, mũi tên này chỉ vào số nào này, ví dụ đây là số 7 để đánh trứng này. Đấy. Còn đây là mình chỉ nhấn vào đây thì ta sẽ nhả hai cái lửa tay đảo tay khuấy nhé. Đây là tay khuấy thứ nhất đây. Trên này công suất là 75W nhé. Ở đây nó có cái vị trí gài này, ứng với cái chân này, thì ta để đúng này, đấy, khớp vào nhé. Vị trí của dây nguồn sẽ là ở đây. Dây nguồn đây nhé, dây nguồn là dây nguồn là số 8 nhé. Rất là tiện lợi, ta có thể tháo lắp dễ dàng. Những cái hàng nội địa Nhật sử dụng điện 100V nhé. Phần cắm dây nguồn này. Rất là chắc chắn. Mình sẽ cắm vào điện 100V để test thử máy luôn nhé. Đây, mình đã có sẵn nguồn điện 100V này. Sử dụng thì ta nhấn vào nút này nhé, chạy cực kỳ êm luôn. Chạy cực kỳ êm, máy khỏe, chắc rất là vip luôn. Rồi, ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Còn bác nào muốn sở hữu chiếc máy đánh trứng này, làm kem hay là làm sốt nước sốt thì sốt manager là sốt chấm rau củ quả đấy, thì có thể liên hệ trực tiếp với Hatter Shop qua số điện thoại hoặc là Zalo nhé, 0828 868 999 hoặc số 0917 379 959. Bên shop ship hàng toàn quốc nhé. Đấy. Còn bác nào ở khu vực Hà Nội có thể trực tiếp vào Phố Diễn Bắc Từ Liêm để trải nghiệm sản phẩm cũng như là mua hàng. Rồi, ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau ạ. Một sản phẩm cực kỳ đẹp và mới, như kiểu sản phẩm chưa xài ấy. Nhưng mà nó là cái những cái vết tích của thời gian bảo quản về thương hiệu Na, cũng đã xuất hiện rất là lâu đời rồi. Nó gắn liền với lịch sử của cái thương hiệu, như là được người dân Việt Nam hết sức là ưa chuộng. Rồi, ok, cảm ơn các bác ạ.